Thì em sẽ hướng dẫn anh chị là mình thay đổi thông tin Zalo nha. Ví dụ giống như là mình đã có một cái con sim mới rồi mà cái Zalo cũ của mình vẫn còn muốn giữ lại, thì thay vì các anh chị nó phải xóa cái Zalo này đi và lập cái Zalo mới, thì bây giờ là mình sẽ thay đổi cái thông tin Zalo để rồi mình giữ lại cái Zalo của mình và cập nhật có cái số điện thoại mới nha. Đầu tiên thì các anh chị sẽ vào Zalo rồi và ở phần dưới dưới vào đây. Rồi mình đã ở phần trên có dấu bánh răng này, mình biết vào dấu bánh răng. Rồi tiếp tục nữa mình chọn tài khoản và bảo mật. Rồi, ở đây là mọi người sẽ thấy cái số điện thoại nè, mình biết vào cái số điện thoại. Rồi mình bắt đầu đổi đổi số điện thoại này nha. Rồi ví dụ giống như là anh chị sẽ nhập một cái số mới. Em chọn lại nha. 5888 135 816 đó, ví dụ vậy. Đây. Rồi mình sẽ nè, nó sẽ có chức năng là đổi số điện thoại thành, mình cần đồng ý là xong nha anh chị.